Tuy nhiên, đúng vậy, không những chúng có thể mà phải trở thành một căn cứ đau khổ như một dấu hiệu hành động của Thiên Chúa. Con hiểu sâu xa rằng nếu Thiên Chúa không củng cố linh hồn con trong những thử thách đủ loại này, có ghế đấy mẹ, linh hồn con không thể làm chủ được hoàn cảnh. Như vậy, Chúa chính là thiên thuật của con. Trong khi tiếp tục việc kinh chiều, tôi suy gẫm về sự hòa lẫn giữa đau khổ và ân sủng, và tôi được nghe chính mẹ Thiên Chúa nói với tôi như sau: con gái của mẹ, con hãy biết rằng mặc dù mẹ đã được nâng lên phẩm tước là mẹ Thiên Chúa, nhưng bảy lưỡi gươm đau khổ đã xuyên thấu trái tim mẹ. Mặc dù mẹ đã được nâng lên phẩm tước là mẹ Thiên Chúa, nhưng bảy lưỡi gươm đau khổ đã xuyên thấu trái tim mẹ. Con